Xin giới thiệu quý khách hàng gần xa, đây là các cái máy đang phục vụ cho ngành sản xuất môi muỗng tại Việt Nam của công ty HQTAC đang chế tạo và cung cấp ra ngoài thị trường. Thì những cái mẫu môi muỗng như thế này, những mẫu thô như thế này thì được gia công ra từ trên cái máy, trên cái bộ bốn máy, chính xác là bộ bốn máy như thế này. Thì các máy có chức năng, mỗi máy sẽ có chức năng và công đoạn như nhau khác nhau. Đấy, máy đầu tiên là cái máy đánh biên biên cạnh của cái muỗng, biên cạnh của cái muỗng như thế này. Đấy, thì sản phẩm phôi trước khi mình lọng ra xong thì mình sẽ đặt lên máy này, nó cấp phôi tự động, cấp phôi tự động nó chép hai biên, nó sẽ tạo ra được cái biên này. Ok. Đấy, thì sau khi biên này xong thì ở đây nó sẽ có tiếp tục hai muỗng, hai cái máy. Thì hai máy này nó sẽ có chức năng là nó tạo hình cho mặt, bề mặt trên và bề mặt dưới của cái muỗng, tức là bề mặt lồi, bề mặt lõm hoặc là cái bề mặt lưng, mặt bụng của cái muỗng đây. Đấy, một máy này sẽ chạy được cái mặt trên. Rồi, tiếp theo là cái máy sẽ chạy được mặt dưới, tức là mặt cong của muỗng. Rồi, và cái máy cuối cùng đó là cái máy tạo lõm như thế này. Thì máy thế này, thì toàn bộ các máy này vận hành là tự động hoặc là bán tự động, tức là mình chỉ đặt phôi và nhấn nút là xong. Riêng cái máy đánh biên lưng thì nó sẽ cấp phôi tự động, phôi thì mình sẽ lọng ra tương đối, thì sẽ cái sản phẩm đầu ra nó sẽ đạt như thế này, 80-85%. Còn việc của mình là xử lý nhám thô là xong. Đấy, thì rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng trên toàn quốc, người Việt dùng hàng Việt.